37. Y nguyện cứu người. Trong khoảng thời gian hòa thượng ở một phần, phàm có người bị bệnh nan y tới cầu, và nếu họ thành tâm, tức sẽ được cảm ứng, đều được mãn nguyện. Như bà Trương Lý Thị, hơn 40 tuổi, bị chứng nôn mửa đã 4 năm. Bà đi nhiều thầy nhưng không hiệu quả. Nghe nói hòa thượng trị bệnh diệu kỳ, bà dội đến chòi, quỳ bái cầu cứu. Hòa thượng giải thích tường tận đạo lý làm người và nguyên do căn bệnh của bà. Bà bèn sám hối, kiên thành niệm Phật. Từ đó, bà ta mỗi ngày đảnh lễ hòa thượng. Trải qua 21 ngày, bà không uống thuốc mà hết bệnh. Ở vùng Nhị Đạo Câu, phía sau thôn Bình Phòng, có bà họ Trương bị bệnh tay chân tê liệt đã 3 năm. Nghe nói hòa thượng trị bệnh linh nghiệm, bà đi xe đến trước chòi xin được chữa bệnh. Hòa thượng nói, tôi không hiểu y học. Nếu bà muốn khỏi bệnh, chỉ có thể dựa vào lòng thành và phải sửa đổi hướng thiện, đồng thời ăn chay và niệm Phật, tất sẽ có cảm ứng. Bà ta nghe hòa thượng khai thị, cung thỉnh một tấm hình hòa thượng để thờ trong nhà, mỗi ngày đều lễ bái. Qua 100 ngày sau, bà được lành bệnh. Sau đó cả nhà bà đều đến quy y, phát nguyện cúng dường Tam Bảo, dốc lòng làm việc thiện. Tại thôn Bát Gia Tử, có ông Đái Quốc Hiền bị bệnh phổi bất trị. Quá tuyệt vọng, ông cầu hòa thượng cứu mạng. Hòa thượng dạy ông chí thành xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và phát nguyện không sát sanh, ăn chay. Ông Đái Quốc Hiền hoan hỷ tín thọ. Hòa thượng quán đảnh cho ông. Ông cảm thấy thân tâm thanh lương, mát mẻ, tinh thần sảng khoái. Từ đó, ông quy y Tam Bảo cùng kiên thành trì tụng chú Đại Bi và không ngừng xưng danh hiệu Quán Thế Âm, nên ông đã được lành bệnh như nguyện. Ông Dư Phụng Nghi ở đồn Đông Tỉnh Tử, cả nhà đều quy y hòa thượng. Con ông Phụng Cửu, em ông Phụng Nghi bị bệnh nặng. Phụng Cửu quỳ trước bàn Phật đảnh lễ cả một tuần lễ, cầu hòa thượng cứu cho con ông. Một ngày nọ, ông mộng thấy hòa thượng tới, cho đứa con một viên thuốc. Ông Phụng Cửu tỉnh mộng, đứa nhỏ quả nhiên lành bệnh. Do đây mà nhiều bà con thân hữu của ông đến quy y Tam Bảo. Lúc hòa thượng thủ hiếu bên mộ mẹ, thì có một bà bệnh nhân tìm tới. Đang thời hòa thượng còn để tóc dài chấm lưng. Ngài bèn cắt mớ tóc đó cho bà làm đầu tóc giả, nói: bà giữ đầu tóc này và nhớ niệm Phật, tức bệnh của bà từ từ sẽ khỏi. Sau đó bà ta được lành bệnh. Có một em bé đang chơi dưới đất, bỗng bị con rết chui vào lỗ tai. Sắc mặt bé biến sắc trắng nhợt, em bé ôm đầu la khóc không ngừng. Người nhà lập tức bồng bé chạy đến tìm hòa thượng. Ngài bèn niệm chú Quân Tra Lợi Bồ Tát cầu gia hộ, và em bé mới không hề hấn gì. 38. Từ bi cứu sản phụ. Bà họ Đường sinh nở khó khăn, gần kề cái chết. Người nhà tới cầu cứu hòa thượng, quỳ mãi không chịu đứng dậy. Hòa thượng dặn bảo cả nhà thắp hương, xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, phát nguyện mỗi năm ăn chay 100 ngày, tức có thể sanh nở bình an. Họ trở về nhà, y theo lời dạy, nạn khó sanh của sản phụ này cuối cùng được hóa giải. Hòa thượng kể, khi người nữ sanh con, có người rất khó sanh, cả ngày cũng không sanh được. 2 ngày cũng chưa sanh, thậm chí đến 3 ngày, 5 ngày đều không sanh được, cho nên rất là đau khổ. Tại sao lại như thế? Vì có yêu ma quỷ quái tới chướng ngăn, rồi hành cho đau đớn vô cùng. Tôi nhớ lúc ở bộ phận thủ hiếu, gặp một sản phụ họ Đường, đã chuyển bụng 3 ngày nhưng không sanh con được. Người nhà bà đến một phần, hỏi tôi làm sao cho dễ sanh. Tôi bèn dạy họ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và chú Đại Bi. Về nhà họ niệm không bao lâu thì người sản phụ sanh được, nhưng thai nhi đã chết. Người mẹ vẫn mạnh, bình an không sao. Đây đều có sự đặc biệt cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm.